nó dễ thương. Kinh dị Đây là cái gì mấy ta? Mình nghe đi lại. Cái bài hát có thể nó mang vô cái tao ngồi đây tao làm chủ trì cho tao ngồi nó dốc nhau từ nào bây giờ không đi người ta hả ngủ chiều rồi hai vợ chồng mình nữa hả uống hai vợ chồng mình quốc luôn đi em đẹp hả anh lớn đẹp dữ em đẹp chị em lớn dữ anh lớn dữ anh dữ là tưởng của em á không có vậy thôi thôi có gì đâu thằng cậu thôi đúng rồi đúng rồi tay hôm bữa bữa mình đi bữa tóc vô bữa rồi điện thoại chị Linh đúng rồi đúng không bữa là chơi đi karaoke bên đây nè điện thoại chị Linh là 11 mấy rồi chị Linh lấy chị Linh đi về rồi xấu trời lắm nha phải tiết xấu anh Dũng lắm con gơ lắm cơ điện thoại nó vậy nè định định hai muốn lên karaoke chơi trời thì thôi luôn kêu bằng che bằng em được rồi em nghĩ quấn lại kêu bằng chị dữ vậy ờ nhỏ tuổi mà dạ nhỏ tuổi hơn Vũ không? Vũ tuổi ngựa ốp dạ tuổi già không? Mất dạy vậy tôi đang phải vô khỉ anh đang về cái tướng à, quên xin lỗi rồi nhìn như con khỉ vậy như một con khỉ đó luôn ai đen con khỉ rồi em muốn khỉ cái bộ này là đen đem ra ra gì này hốt đó phải không không hốt nó vào wow. Nằm bốn ngày cửa hốt nó liền hiểu không trời trời tao bắt tay nghe đi hiểu cái luôn à cái gì cha bắt tay cho nó là một cái một chỗ à nó phải ờ, đâu ra cậu cái tay bị kẻ kẻ ông địa lấy ông hồi mà ra con quỷ cái thử ba địt mẹ nó quăng ông đĩa ông thằng tay ngoài đậu má chút gâm nhà luôn có vẫn là ngày trời ơi đậu má chút gâm nhà ta lỏ 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 ba ba đĩa thôi cho mi nè tao thơm lắm á vậy chị nha đây nhỏ là bỏ luôn ở đây ba chị em tự nhiên cái này là sao cho lại coi lấy của em chưa chị em đi mới đi được tập cô cho tập cô đứng lên được hết trơn sợ lắm để dưới lờ để dưới lờ hay bị bể đứt luôn bởi người mà không có mà vậy là đi không chưa rồi học gì nào cũng khui lên anh biết không phải tại vì tập từ từ ra có không có cái khu khu đau tay mà tôi khu tự cái này hay lực em đủ có cả nó vui rồi nó lùng bớt tay sơn nên chơi quá khu mà quạt không bớt luôn cũng nhảy vậy mà nhớ chiều mai nha chiều nhớ nha anh năm giờ nghỉ rồi đó tắm tầm 8 giờ không gửi luôn đây là anh cho nó 5 rưỡi nghỉ nó 5 giờ nghỉ 5 giờ nghỉ mà cái này là uống nghe mà gai gan uống đi là nói ê